Lúc này thì những lợi thế rõ ràng đang thuộc về phía của PVF-CAND. Đội bóng đang nhiều hơn Trường Tươi Bình Phước 2 điểm. Và ngày hôm nay trong trận đấu cuối cùng của mùa giải ở tại Hạng Nhất Quốc gia Sa Vàng, thì huấn luyện viên Mauro Jerônimo sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 gồm những cái tên quen thuộc. Đứng trong khung thành vẫn là thủ môn Phí Minh Long, làm phòng ngự là bộ 4 cầu thủ Đức Phú, Ngọc Sơn, Hiếu Minh và Bảo Long. Hàng tiền vệ là bộ 3 Nhật Nam, Công Đến và Bá Đạt. Trên hàng công là Levando, Xuân Nam và Thanh Nhàn. Ngày hôm nay thì điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài Nguyễn Văn Phúc cùng với những vị trợ lý ông Trần Ngọc Thành, ông Lê Phúc Sơn và trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Ngọc Thắng. Chúng ta sẽ cùng tới với đội hình được huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn sử dụng cho câu lạc bộ Đồng Nai trong trận đấu cuối cùng của họ của mùa giải. Đứng trong khung thành là thủ môn số 89 Thái Hiếu, ở hàng phòng ngự là Thế Thuận, Thanh Quý, Ngọc Thịnh, Công Tiến, Minh Quyền đá thấp nhất hàng tiền vệ. Hải Dương, Ngọc Vũ, Văn An và Hoàng Tú hỗ trợ cho phía trên là Văn Sơn. Sơ đồ 4-1-4-1 đã được huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn sử dụng rất nhiều ở trong mùa giải năm nay. Lý tưởng nhất tất nhiên Xuân Nam và các đồng đội sẽ mong muốn có thể khép lại Hạng Nhất Quốc gia Sa Vàng và hướng tới trận đấu playoff bằng một chiến thắng trước đối thủ Đồng Nai ngày hôm nay. Điều quan trọng là quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay của thầy trò huấn luyện viên Mauro Jerônimo. Mùa giải năm ngoái cũng đã chứng kiến PVF-CAND đứng thứ hai ở tại Hạng Nhất Quốc gia Sa Vàng. Đó là mùa giải mà câu lạc bộ Quảng Nam đã vô địch và thăng hạng, và cũng như cho đến mùa giải năm nay thì họ đã trụ hạng thành công. Như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu tâm điểm của vòng đấu cuối cùng Hạng Nhất Quốc gia Sa Vàng 2023-2024 giữa PVF-CAND và Đồng Nai đã chính thức vang lên. Mục tiêu của đội chủ nhà là giành chiến thắng, qua đó có được cho mình tấm vé để tham dự trận đấu playoff với đối thủ đứng thứ 13 tại giải vô địch quốc gia. Và lúc này thì đội bóng đang có nhiều khả năng nhất phải đá trận playoff và là đại diện của V-League 1 chính là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đội bóng muốn nổi bật với bề dày lịch sử cùng với bóng đá Việt Nam. Cái nồi đã sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ chất lượng. Nhật Nam, ngày nay vẫn sẽ là một lối chơi phòng ngự phản công được lựa chọn bởi huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn và các học trò. Huấn luyện viên Mauro Jerônimo đã có mùa giải tiếp theo cùng với PVF-CAND có được một vị trí và tạm thời cho đến lúc này có thể khiến cho các cổ động viên cảm thấy hài lòng. Cướp bóng tốt. Đường truyền là của Huỳnh Công Đến. Sơn. PVF-CAND là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao bậc nhất tại giải đấu. Họ luôn là như vậy, luôn cố gắng để tạo ra sự kiểm soát nổi bật nhờ khả năng cầm nhịp. Chính là ngay cả đội bóng đã vô địch là SHB Đà Nẵng có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình không cao bằng so với đại diện của Hưng Yên và xử lý không thành công. Đó là Bá Đạt, cầu thủ trẻ cũng đã chơi rất nổi bật trong mùa giải năm nay của PVF-CAND. Cho đến thời điểm này của mùa giải thì Thái Bá Đạt đã có được cho mình 4 pha lập công, ngang bằng với Xuân Nam. Hải Dương. Hải Dương chính là cầu thủ đã có được một kiến tạo rất hay để giúp cho câu lạc bộ Đồng Nai có chiến thắng ở vòng đấu gần nhất trước đối thủ là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Xông xáo của Hải Dương đã giúp cho cao thủ Đồng Nai được hưởng niềm vui. Cầu thủ này đã chuyền bóng cho Cao Quốc Khánh để có người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bá Đạt. Rẽ vào trung lộ, khá tốt và xử lý là của Thanh Nhàn. Sau đó thì tiếng còi đã vang lên. Một quả đá phạt khá thuận lợi dành cho cao thủ PVF-CAND. Đây là một cự ly khá thuận lợi dành cho đội chủ nhà để họ có thể thực hiện ngay một pha dứt điểm thẳng. Cái chân phải của Levando cũng rất ưa thích những cự ly đá phạt như thế này. Levando rất nguy hiểm và đội chủ nhà đã được ăn mừng từ rất sớm. Thân may mắn đã đứng về phía của Levando và đứng về phía của PVF-CAND. Đó là một câu hỏi quá khó để tìm lời giải dành cho thủ môn Thái Hiếu. Cầu thủ ghi bàn của nhà 8 Levando. Tỷ số trận đấu VF Công an Nhân dân Đồng Nai. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Levando trong mùa giải năm nay cùng với câu lạc bộ PVF-CAND. Quá hiểm hóc, bóng đã chạm vào người một cầu thủ và đi đổi hướng. Nó khiến cho những nỗ lực với thủ môn Thái Hiếu gần như chỉ là cho có. Thật khó để thủ môn này có thể cản phá được một pha dứt điểm như vậy. Rất thuận lợi dành cho PVF-CAND. Ngày hôm nay thì thực tế PVF-CAND ngay cả khi họ không giành chiến thắng mà chỉ cần có được một trận hòa trước câu lạc bộ Đồng Nai là đội bóng đã có thể có được tấm vé để tham dự trận đấu playoff. Nhưng cho đến lúc này thì những tỷ số ở cả hai trận đấu đều đang chiều lòng câu lạc bộ PVF-CAND. Rất thuận lợi. Trận đấu giữa Trường Tươi Bình Phước và SHB Đà Nẵng vẫn đang có tỷ số hòa không đều. Và với những tỷ số như thế này thì cách biệt điểm một lần nữa lại được nới rộng. Theo bảng xếp hạng cập nhật thì câu lạc bộ PVF-CAND đã có được 37 điểm. Còn với câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước, họ có được cho mình 33 điểm. Đối đầu với SHB Đà Nẵng là một nhiệm vụ không hề đơn giản với Trường Tươi Bình Phước. Đội bóng tới từ xứ sở hạt điều ở mùa giải năm nay dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên so về mặt kinh nghiệm rõ ràng họ còn thua kém PVF-CAND. Đội bóng đã có được những thành tích tốt trong những năm gần đây. Dạng nhất năm ngoái thì PVF-CAND cũng là Á quân. chuyền của Thanh Nhàn. Trong biên phải Thanh Nhàn. Quá thật. Đánh đầu. Không được. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Sức ép tới liên tiếp và tương đối đa dạng với nhiều những phương thức tấn công khác nhau của cao thủ chủ nhà. Sau đó cũng là một tình huống lùi về phòng ngự thành công của Xuân Nam. Kinh nghiệm của Xuân Nam cũng là một điều đã giúp ích rất nhiều dành cho PVF-CAND. Họ hướng tới việc tham dự trận đấu playoff khi khép lại mùa giải. Ngọc Sơn. Mình cũng đến. Lê Quốc Nhật Nam. Hàng tiền vệ của đội bóng áo đỏ thì Nhật Nam chơi tương đối chủ động và cơ động. Chuyển vào bất thành. Đi đến của quả bóng là Thanh Nhàn. Văn An. Áp lực tới gần như là ngay lập tức. Bảo Long đã ập vào, nhưng quyền kiểm soát vẫn đang trong chân cao thủ áo trắng. Thế Thuận. Đây là Thái Hiếu. Đã có một tình huống va chạm và Xuân Nam đã mất bình tĩnh. Xuân Nam đã va chạm với Ngọc Thịnh, đội trưởng của hai đội bóng. Cho lúc này của mùa giải thì Xuân Nam sau 8 trận đấu đã có được 4 bàn thắng dành cho PVF-CAND. Đường chuyền là của Thế Thuận. Hiếu Minh. Tính tổ chức đang là điều mà PVF-CAND tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Họ vẫn chưa để cho câu lạc bộ Đồng Nai có được bất kỳ pha dứt điểm nào sau những phút đã qua. Hiếu Minh. Nhật Nam. Levando. Tốc độ của Thanh Nhàn. Nhịp phòng ngự kinh nghiệm đến từ cầu thủ của câu lạc bộ Đồng Nai, đó là Ngọc Thịnh. Chủ động luôn thuộc về phía cầu thủ áo đỏ với những tình huống mà họ tràn sang phần sân của đối thủ để gây áp lực. Đức Phú. Levando. Rất hay. Trong biên phải. Chưa thể căng ngang vào trong nhưng tiếng còi đã vang lên. Một thời cơ không thể tuyệt vời hơn dành cho câu lạc bộ PVF-CAND để họ có thể nhân đôi cách biệt của mình. Trọng tài đã rất dứt khoát để chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống truy cản này. Pha truy cản hoàn toàn không trúng bóng của Hoàng Tú. Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi của Cao Hoàng Tú. Cao Hoàng Tú vốn là một cầu thủ tấn công, nên việc để có được cho mình những tình huống truy cản như những cầu thủ phòng ngự đích thực là một điều không đơn giản. Và giờ sẽ là cơ hội dành cho Thanh Nhàn. Thanh Nhàn và Thái Hiếu. Rất chính xác, 2-0 dành cho PVF-CAND. Bàn thắng thứ 3 của Thanh Nhàn ở trong mùa giải năm nay. Năm nay là một năm mà Thanh Nhàn đã không còn bùng nổ như Thanh Nhàn mà chúng ta đã chứng kiến ở mùa giải 2023. Tuy nhiên đây vẫn là một nhân tố cực kỳ quan trọng của PVF-CAND. Và dứt điểm cho thấy bản lĩnh của Thanh Nhàn. Cú đá rất khó, bóng đi chìm và căng. Đội chủ nhà PVF-CAND đang tiến thêm một bước nữa để bảo toàn vị trí thứ hai của mình, qua đó giành suất tham dự trận đấu playoff diễn ra với đại diện của V-League, với hy vọng để thăng hạng. Tỷ số bây giờ đã là 2-0. Những pha triển khai bóng rất PVF mà chúng ta vẫn biết. Đó thực sự là một tình huống mà PVF-CAND đã cho thấy khả năng cầm bóng và du ngủ đối thủ rồi bất ngờ tăng tốc của mình. Một pha trồng biên phải với sự xuất hiện của những cầu thủ quan trọng và tốc độ. Và xẻ bóng xuống rất hợp lý để có được áp lực từ biên phải. Đây là Thế Thuận. Văn An. Ngọc Thịnh. Tiếp tục trong chân cao thủ áo trắng. Thế Thuận. Đường chuyền. Ý đồ là tốt. Tuy nhiên đó là pha bóng mà cầu thủ của câu lạc bộ Đồng Nai đã di chuyển hơi sớm. Tình huống chạy chỗ có vẻ như là của Văn An. Không, đó chính xác là Cao Hoàng Tú. Lê Quốc Nhật Nam. Rất hợp lý. Lại là bóng sang phải cho Xuân Nam. Hiếu Minh. Ngọc Sơn. Đây là Thanh Nhàn. Quả chơi bóng. Quyền kiểm soát trở lại với PVF-CAND. Levando chuyền vào. Rất hợp lý, cú dứt điểm. 3-0. Nhưng có vẻ như là Bá Đạt đã việt vị. Trọng tài biên đã căng cờ và chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống rất nhanh. Hải Bá Đạt đã xuất hiện trong vòng cấm của đối thủ và tung ra một pha dứt điểm. Đó là pha bóng cũng cho thấy những kỹ năng đánh hơi bàn thắng của Thái Bá Đạt. Khá nhạy cảm. Tỷ số vẫn đang là 2-0 trên sân PVF. Đây vẫn là một tỷ số chiều lòng người hâm mộ của đội chủ nhà. Nhật Nam. Bảo Long. Đường chuyền là của Đức Phú. Lê Quốc Nhật Nam. Ngọc Sơn. Lê Quốc Nhật Nam. Thỉnh thoảng thì ở hai hành lang biên của PVF-CAND có những sự dâng cao đầy bất ngờ và tốc độ tới từ Ngọc Sơn và Bảo Long. Thanh Nhàn, Đức Phú cũng di chuyển rất chủ động sang những khu vực này. Nhìn chung thì cách di chuyển và hoán đổi vị trí của đội bóng chủ nhà là rất linh hoạt. Rất tốt. Cơ hội khá bình tĩnh, chưa thể chuyển sang tới từ Xuân Nam. Một pha bóng lại một lần nữa chúng ta thấy được khả năng gây áp lực tới từ phía cầu thủ PVF-CAND. Sút này đó dường như mới là quả đá đầu tiên mà cao thủ Đồng Nai có được trong trận đấu này. Họ đang gặp khó khăn để có thể triển khai bóng. Bảo Long. Cho lúc này thì hai bàn thắng của PVF-CAND đều tới từ những tình huống cố định. Quả đá phạt của Levando và quả đá phạt đền của Thanh Nhàn. Nhưng tất nhiên về mặt thế trận, đội chủ nhà cũng là những người đã cho thấy một sự chủ động rõ ràng hơn. Thanh Nhàn chuyển vào trong tới từ Thanh Nhàn. Phản công cho Đồng Nai. Văn Sơn đang di chuyển. Hải Dương. Hàng phòng ngự của đội bóng chủ nhà đã kịp lui về. Bóng từ cánh trái. Bảo Vũ. Rất hợp lý. Đức Phú là người đã cắt bóng thành công. Sau đó làm đường chuyền tốt lên phía trên. Levando. Xin lỗi quý vị, người có bóng là Huỳnh Công Đến. Đây mới là Levando. Levando. Chuyền vào. Hơi mạnh một chút. Một vị trí nhận bóng thực sự thuận lợi dành cho Xuân Nam. Chỉ tiếc rằng đường chuyền của Levando là hơi thừa lực. Cao Hoàng Tú. Đường chuyền hay. Làm gì? Cú sút không vào. Đó gần như là thử thách đầu tiên dành cho phòng ngự của PVF-CAND. Nỗ lực tới từ Bảo Long và Phí Minh Long đã ngăn cản được cú đá vừa rồi tới từ Văn Sơn. Những nhịp xử lý cho thấy sự bình tĩnh của Văn Sơn. Ở góc máy vừa rồi chúng ta cũng đã thấy quả đá của Văn Sơn tìm đến cột dọc. Hít thở sâu vào, động người lên. Vẫn sẽ có phạt góc dành cho cao thủ đội khách, những người đã thực sự tạo ra những sức ép trong phút gần đây. Các em cần nhau vào kiểm soát bóng này thôi. Người vừa lên tham gia tấn công trong tình huống vừa rồi là Thanh Quý. chuyển bóng, im lặng thôi. Đúng rồi, im lặng thôi. Đấy, gần nhau vào im lặng thôi. Chỉ đạo rất rõ ràng, ta có thể nghe được. Các cầu thủ PVF-CAND ở đây sẽ cố gắng để có thể đứng gần nhau nhất có thể và cố gắng sử dụng ít chạm để chuyền bóng. Thế của Nhật Nam, chuyền của Hùng Công Đến, Thanh Nhàn. Ngọc Sơn. Hiếu Minh. Hiếu Minh. Bóng sang trái, Bảo Long. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ, Thanh Nhàn. Chuyển vào, chưa được. Cho lúc này thì hàng phòng ngự của PVF-CAND đã phải đối diện với tình huống dứt điểm nguy hiểm nhất thuộc về phía Văn Sơn. Và xử lý kỹ thuật của Văn Sơn đưa bóng sang chân trái và dứt điểm. Trước những áp lực của Hiếu Minh và Ngọc Sơn, cũng như là với cả Phí Minh Long nữa. Thông thường thì những trận đấu diễn ra ở tại sân vận động PVF sẽ là những trận đấu muộn nhất của vòng đấu. Thời gian thường sẽ diễn ra vào khung giờ tối và điều đó sẽ giúp cho thể lực của cao thủ được đảm bảo hơn. Nên do bởi sân PVF là một sân có hệ thống chiếu sáng tốt nhất ở tại Hạng Nhất Quốc Gia. Ở một số sân vận động thì do không thể đảm bảo được điều kiện kể trên nên các trận đấu sẽ phải diễn ra sớm hơn. Nhưng do ngày hôm nay là vòng đấu cuối cùng của Hạng Nhất Quốc gia B Sa Vàng nên các trận đấu đều phải buộc thi đấu cùng giờ. Ở đây là một trong những lần hiếm hoi mà chúng ta thấy sân PVF thi đấu vào khung thời gian là 17 giờ. Xin lỗi quý vị, 16 giờ. Và cứa lòng tới từ Huỳnh Công Đến. Một pha bóng hiếm hoi mà chúng ta thấy Huỳnh Công Đến có mặt ở rìa ngoài vòng cấm địa của đối thủ. Trước đó thì số 8 chủ yếu sắm vai là cầu thủ kiến tạo và cầm nhịp lối chơi ở khu vực giữa sân dành cho cao thủ PVF-CAND. Rất hợp lý. Dứt điểm không vào. Thực tế thì câu lạc bộ Đồng Nai mới chỉ có được cho mình 2 cơ hội và nó đều thuộc về phía Văn Sơn. Nhưng tất cả những cơ hội, những cú đá của Văn Sơn đều là những cơ hội thực sự ngon ăn. Lựa chọn dứt điểm bằng chân phải của Văn Sơn. Bóng đã đi ra ngoài. Phí Minh Long. Quả ném biên dành cho Đồng Nai. Sự nguy hiểm mà Đồng Nai tạo ra là tương đối rõ ràng ở trong khoảng hơn 10 phút trở lại đây. Nó cũng trùng khớp với nhịp khi mà cao thủ PVF-CAND trùng xuống. Hiếu Minh. Xuân Nam. Đây là Bảo Long. Thái Bá Đạt. Lê Cú Nhật Nam. Tiếp tục là cú đá tới từ Huỳnh Công Đến. Sẽ có phạt góc dành cho đội chủ nhà. Trận đấu diễn ra trên sân đấu Bình Phước giữa Trường Tươi Bình Phước và SHB Đà Nẵng bằng hòa không đều. Cuộc đối đầu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Phù Đồng Ninh Bình. Đội chủ nhà đang tạm thời có được thắng lợi 2-0 trên sân vận động Bà Rịa. Câu lạc bộ Huế cũng đang có được chiến thắng tương tự trước câu lạc bộ Hòa Bình. Trận đấu đang có nhiều bàn thắng nhất ở tại lượt đấu cuối cùng tính đến lúc này là cuộc đối đầu giữa Long An và Phú Thọ. 3 bàn thắng đã được ghi, Long An đang dẫn 2-1. Bóng đã đi hết đường biên. Hiếu Minh cũng là một trung vệ trẻ tuổi được đánh giá cao của PVF-CAND. Năm nay thì Hiếu Minh đã chính thức bước sang tuổi thứ 20. Thể hình của cầu thủ này được VPF ghi nhận là cao 1m84 và nặng 76 cân. Một thể hình tương đối ổn với một trung vệ chơi bóng ở tại V-League. Levando. Chuyền không tốt. Và bây giờ thì tuyến sau của câu lạc bộ Đồng Nai đã thiếu người. Cao Hoàng Tú đang lùi về. Xuân Nam. Thanh Nhàn. Chúng ta đã thấy rất rõ ràng nhóm 4 cầu thủ áo đỏ di chuyển sang cánh phải để tạo ra những tam giác liên tiếp. Và đường chuyền cuối cùng là của Levando, nhưng vừa rồi thì cao thủ PVF-CAND mất bóng. Hải Dương. Đây là Văn An. Bước lên. Tập trung em. Không phá rào nhá. Kiếm chân lên. Câu lạc bộ PVF-CAND đã mở tỷ số bằng một quả đá phạt. Và giờ là thời cơ của Đồng Nai. Bóng ngoài. Bá Đạt ơi, sẵn sàng Bá Đạt ơi. Cú sút. Bóng đi ra ngoài. Quả bóng là tương đối cuộn sau cú đá của Thế Thuận. Nhưng sự chính xác vẫn cần phải được cải thiện thêm để có thể tạo nên bàn thắng. Hiếu Minh. Nhật Nam. Cơ hội. Quả tạt của Bảo Long. Chưa thể có pha dứt điểm tới từ cao thủ PVF. Levando rẽ vào. Giành bóng tốt. Sự chủ động thuộc về Thái Bá Đạt. Tiếp tục là cầu thủ màu số 17. Bảo Long. Khoảng trống. Cú sút của Levando. Nhưng cũng đã có những sự áp sát kịp thời của Văn An để khiến cho Levando không có được nhiều thời gian. Bảo Long thế không? Chơi rồi. Đô Bảo Long. Hải Dương. Thời gian đã bù giờ hiệp 1 là 2 phút. Đã sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên giữa PVF-CAND và câu lạc bộ Đồng Nai. Hiếu Minh, Levando. Tình huống 1 đối 1 thì Levando không dễ dàng để thoát khỏi sự đeo bám của Thế Thuận. Ngọc Sơn, Thanh Nhàn. Chuyển trước đó là của Đức Phú. Bảo Long. Hợp lý. Bảo Long. Những pha dâng lên của Bảo Long, của Đức Phú hay của Ngọc Sơn đều rất nguy hiểm những phút đã qua. Nhưng cũng cần phải dành lời khen ngợi cho khả năng phòng ngự trong tình huống cụ thể vừa rồi của các cầu thủ Đồng Nai. Họ đã có những sự hỗ trợ kịp thời cho nhau để cắt được đường truyền vào của Bảo Long. Rồi, không vào. Người lao vào đánh đầu là Thanh Nhàn và đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 trong cuộc đối đầu giữa PVF-CAND và câu lạc bộ Đồng Nai. PVF-CAND đang có được một vị trí rất thuận lợi để giành lấy tấm vé tham dự trận đấu playoff, trận đấu có thể coi là trận đấu quan trọng nhất mùa giải của họ. Nếu như có thể tiếp tục duy trì được kết quả tích cực như thế này trước đối thủ Đồng Nai. 45 phút đầu tiên khép lại với thắng lợi tạm thời 2-0 thuộc về phía đội chủ nhà và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2. Công an nhân dân có sự thay đổi người. Cầu thủ dưới sân số 8 Công Đến, cầu thủ vào sân số 14 đến Xuân Bắc. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những ảnh ở tại sân vận động PVF để tiếp tục dõi theo hiệp 2 của đối đầu giữa PVF-CAND và Đồng Nai. Như vậy là hai đội bóng đều đã có được những sự điều chỉnh về mặt con người sau 45 phút đầu tiên. Với cao thủ PVF-CAND, huấn luyện viên Mauro Jerônimo đã quyết định đưa vào sân Xuân Bắc để đưa ra nghỉ Công Đến. Trong khi đó thì về phía Đồng Nai họ đã cải tiến với những sự thay đổi ở hành lang cánh của mình khi đưa vào sân Quốc Khánh và Văn Soạn, những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng bứt phá để thay thế cho Hải Dương và Ngọc Vũ. Với sự xuất hiện của Quốc Khánh và Văn Soạn, Cao Hoàng Tú cũng được dự đoán sẽ có được những đối tác ăn ý hơn ở trên hàng công. Levando, cú sút bằng chân trái của Levando. Hiệp một cũng làm hiệp đấu tương đối nỗ lực của Levando. Ngoài pha lập công mở tỷ số của trận đấu từ chấm đá phạt, Levando cũng đã có được thêm 2 pha sút điểm nữa ở trong 45 phút đầu tiên. Thanh Nhàn đã không thể vượt qua được số 13 Văn Soạn. Lúc này thì câu lạc bộ PVF-CAND đang có được cho mình một tỷ số thuận lợi để giữ vững được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, qua đó có được tấm vé tham dự trận đấu playoff để hy vọng giành quyền thăng hạng trước đại diện đứng thứ 13 ở tại giải vô địch quốc gia V-League 1. Tuy nhiên, ngoài việc phải giành được và hướng tới một kết quả tích cực trong trận đấu này, một yếu tố cũng rất quan trọng khác đó là câu lạc bộ PVF-CAND phải bảo toàn được lực lượng của mình. Ca chấn thương có thể sẽ khiến đội bóng gặp vấn đề lớn, khi mà chúng ta đều biết bộ khung được huấn luyện viên Mauro Jerônimo xây dựng đã được cố định với những cái tên như Levando, như Thanh Nhàn, như Xuân Nam, Bá Đạt, Nhật Nam, Huỳnh Công Đến hay những gương mặt khác đã được lựa chọn đều đặn ở mùa giải năm nay, như là trường hợp của Phí Minh Long. Một tình huống mà Huỳnh Công Đến đã gặp phải một chấn thương. Hiện tại thì vẫn đang là những bước chân tập tễnh. Xin lỗi quý vị, Levando đã gặp chấn thương và hiện tại vẫn đang là những bước chân tập tễnh của số 88. Đức Phú. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Có sự thay đổi người. Cầu thủ dưới sân số 88 Lê Văn Đô, cầu thủ vào sân số 9 Lê Minh Bình. Như vậy là Levando sẽ không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Minh Bình là người được lựa chọn vào sân thay thế. Bóng từ cánh trái. rất hợp lý. Đường chuyên quá bình tĩnh, cú đá Xuân Nam cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của câu lạc bộ Đồng Nai nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Một pha bóng cho thấy khả năng triển khai và sự bình tĩnh đến ngạc nhiên trong những pha phối hợp của cao thủ áo đỏ. Trồng biên trái căng ngang vào trong. Thực sự là những tình huống tăng tốc đầy bất ngờ của PVF-CAND đang tạo ra rất nhiều những sự nguy hiểm. Khung thành của Thái Hiếu đã liên tục bị đe dọa trong những pha bóng gần đây. Trận đấu playoff giữa đội bóng đứng thứ 2 ở tại Hạng Nhất Quốc Gia bia sao vàng 2023-2024 nhiều khả năng sẽ là PVF-CAND và đội bóng đứng thứ 13 ở tại giải V-League 1 sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 7 trên sân vận động Hàng Đẫy. Rất nhiều khả năng đó sẽ là trận đấu cuối cùng trong mùa giải của PVF-CAND. Đây vẫn đang làm tỷ số chiều lòng người hâm mộ của đội bóng Hưng Yên. Minh Bình. Đã được vẫy. Câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân có sự thay đổi người. Cầu thủ dưới sân số 89 Nguyễn Xuân Nam, cầu thủ vào sân số 10 Trần Đức Nam. Xuân Nam rời sân nhường chỗ cho Đức Nam. Trận đấu cũng nỗ lực của số 89 bên phía PVF và đây là thời điểm thay người phù hợp. Những trụ cột có thể được nghỉ ngơi. Qua người tốt. Lại là biên trái Bảo Long. Quả tạt của Bảo Long hơi sâu. Đức Phú. Khá bình tĩnh tới từ Đức Phú. Bóng hay. Không vào. Pha đổ người rất nhanh của thủ môn Thái Hiếu. Cầu thủ đã dứt điểm có vẻ như là Thanh Nhàn. Đội bóng đang có lợi thế trên bảng tỷ số, vẫn đang là đội bóng có được thêm những cơ hội tiếp theo. Phút thứ 55 của trận đấu, tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0. Mỗi đội một con không đang là tỷ số của trận đấu diễn ra trên sông đậu Bình Phước. Thái Bá Đạt đang đứng trước bóng. Quả treo bóng của Thái Bá Đạt. Vẫn là một quả tạt hơi thừa lực một chút. Rất thoải mái để xử lý bóng. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Thanh Quý, Ngọc Thịnh, Hiếu Minh, Nhật Nam. Đường chuyền của Minh Bình. Cú sút chưa đủ sự chính xác, nhưng đây vẫn là một sức ép cần thiết để tạo ra từ PVF-CAND. Người vừa ra chân là số 14 Xuân Bắc. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Thanh Nhàn, Đức Phú, Minh Bình, khoảng trống cho Minh Bình, rất tự tin Minh Bình. Sau đó là nỗ lực của Thanh Nhàn. Thanh Nhàn đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương trước khi có được cho mình pha dứt điểm. Phút thi đấu thứ 61 của trận đấu giữa PVF-CAND và Đồng Nai. Lúc này thì đội chủ nhà vẫn đang dẫn 2-0. Ngay sau khi trận đấu giữa PVF-CAND và Đồng Nai khép lại thì ban tổ chức sân cũng sẽ tiến hành trao huy chương dành cho câu lạc bộ PVF-CAND. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra. Bá Đạt là người bị phạm lỗi. Người nhận thẻ là Công Tiến. Một tình huống nhấc cao cầm giày của Công Tiến. Câu lạc bộ Đồng Nai có sự thay đổi người. Cầu thủ dưới sân số 20 Nguyễn Công Tiến, cầu thủ vào sân số 21 Đoàn Văn Quý. Công Tiến cũng ngay lập tức được đưa ra nghỉ. Văn Quý là người được bổ sung. Thái Bá Đạt. Rất khéo. Pha xử lý của Bảo Long. Trung lộ. Người vừa chạm bóng hụt là Thanh Nhàn, nhưng vẫn đang là cao thủ PVF. Cú sút rất nguy hiểm. Pha ra chân của Đức Phú, bóng chạm người một hậu vệ Đồng Nai và đi đổi hướng. Dù đã thủng lưới hai bàn thua, tuy nhiên màn thể hiện của lúc này của Thái Hiếu là tương đối chắc chắn. Chân trái. Lại một lần nữa thì cầu thủ của PVF-CAND đổ ra. Lần này là lên Quốc Nhật Nam. Bây giờ mình phải thay, nếu thay người luôn. Lô Nam Vị, Lô Nam Vị một. Thế Quốc Nhật Nam lúc này vẫn đang cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Đây đang là phút thi đấu thứ 66 và đội chủ nhà vẫn đang dẫn 2-0. Văn Quý. Đường chuyền tốt của Văn Quý. Đây là Văn Sơn. Văn Sơn. Khá mềm. Cao Hoàng Tú. Bóng đã nằm trong tay của Phí Minh Long. Những tình huống rõ ràng là khiến cho trận đấu bị gián đoạn tương đối nhiều. Người tiếp theo bị đau bên phía PVF-CAND đó là Đức Phú. Câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân có 2 chiến thắng ở người. Các cầu thủ dưới sân số 12 Nguyễn Bảo Long, số 20 Lê Quốc Nhật Nam. Các cầu thủ vào sân số 2 Đào Văn Trưởng, số 6 Ngô Đức Hoàng. Ngô Đức Hoàng và Đào Văn Trưởng là những người được tung vào sân. Đó cũng là những sự thay đổi người cuối cùng của PVF-CAND thực hiện trong trận đấu này. Rất khỏe, đó là Văn Quý, người mới được tung vào sân. Thanh Quý. Rất tốt, pha qua người của Minh Bình. Thái Bá Đạt. Đức Hoàng. Tốc độ là rất tốt. Thoát xuống. Đối mặt. Cú dứt điểm không vào. Người cản phá thành công là Phí Minh Long. Cơ hội dành cho Quốc Khánh. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Đồng Nai họ không kiểm soát bóng nhiều, nhưng những pha phản công của họ là tương đối chất lượng. Nhưng Văn Sơn, Quốc Khánh hay trước đó là Cao Hoàng Tú đều đã bỏ lỡ những thời cơ của mình. Quốc Khánh. Lỗi việt vị của cao thủ khách. Đường bóng dài của Hiếu Minh. Nỗ lực làm tường tới từ Đức Nam. Minh Quyền, Ngọc Thịnh, trận đấu còn lại thì lúc này trên sân Bà Rịa, đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu đang dẫn trước Phù Đồng Ninh Bình 2-1. Trên sân vận động tự do thì câu lạc bộ Huế có chiến thắng 2-0 trước Hòa Bình. Trận đấu giữa Trường Tươi Bình Phước và SHB Đà Nẵng vẫn đang có kết quả hòa không đều. Long An dẫn câu lạc bộ Phú Thọ 4-2 trên sân nhà Long An. Và trận đấu giữa PVF-CAND và câu lạc bộ Đồng Nai, trận đấu mà chúng ta đang được theo dõi, vẫn đang có một tỷ số đủ để giúp cho cao thủ PVF-CAND bảo vệ thành công vị trí á quân của mình, cũng như có được tấm vé để tham dự trận đấu playoff với hy vọng được thăng hạng sau khi khép lại mùa giải 2023-2024. Đức Phú, Văn Sơn, rất tốt, chưa thể đưa bóng vào trong, đó là Minh Bình. Sau khi có liên tiếp những sự thay đổi người thì huấn luyện viên Mauro Jerônimo và cao thủ PVF-CAND đã có được cho mình số lượng cơ hội giảm bớt so với những phút thi đấu trước đó của hiệp 2 và đặc biệt trong hiệp 1. Cơ hội, cú sút không vào. Người đã dứt điểm trong tình huống vừa rồi là Đức Nam. Cầu thủ đã nỗ lực treo bóng vào trong là Thái Bá Đạt. Đức Nam đã chiếm lĩnh được bóng hai. Khi mất đến 2 nhịp để xử lý bóng thì rõ ràng là thời cơ dành cho Đức Nam. Cơ hội để giúp cho anh ăn mừng đã giảm bớt. Người vừa chạm bóng là Hiếu Minh. Tiếng còi đã vang lên và đá phạt dành cho cao thủ Đồng Nai. Người đã phạm lỗi là Thái Bá Đạt. Đức Nam, rẽ vào trung lộ, cú sút rất đẹp mắt, nhưng Thái Hiếu cũng đã đứng đúng vị trí của mình để cản phá. Trận đấu vẫn là rất ổn với Thái Hiếu. Thái Bá Đạt. Minh Bình. Bóng sang phải, đây là Đức Phú. Thanh Nhàn. Đức Phú. Thái Bá Đạt, đường truyền của Thái Bá Đạt. Sau đó thì Đức Nam đã cố gắng để làm tường vào phía trong cho Minh Bình nhưng không thành công. Xử lý tình huống tương đối gọn gàng. Minh Bình. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Đức Hoàng. Thời cơ. Đây là Quốc Khánh. Quốc Khánh với chủ đích sâu kim đối thủ. Đó là một ý đồ không dễ để thực hiện. Minh Bình. Đức Nam. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Hiểu Minh. Đức Phú. Chúng ta đang bước đến phút thi đấu thứ 81 của đối đầu giữa PVF-CAND và Đồng Nai. Lúc này thì đội chủ nhà vẫn đang có được một lợi thế lớn để giữ được vị trí á quân của mình. Nếu như những tỷ số được giữ nguyên thì PVF-CAND sẽ khép lại mùa giải hạng nhất quốc gia Sa Pa 2023-2024 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Họ có được 37 điểm với 9 trận thắng, 10 trận hòa và 1 trận thua. Xếp dưới SHB Đà Nẵng, đội bóng vô địch với kết quả là 45 điểm. Còn với câu lạc bộ Đồng Nai, họ sẽ có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Sau 20 trận đấu, họ có được 6 chiến thắng, 5 trận hòa và 9 trận thua. với 23 điểm, ngang bằng điểm số với câu lạc bộ Hòa Bình ở vị trí thứ 9 và nhiều hơn câu lạc bộ Đồng Tháp 3 điểm. Đội bóng sẽ xuống hạng tại Hạng Nhất Quốc gia bên sao vàng 2023-2024 là câu lạc bộ Phú Thọ khi chỉ có được 6 điểm sau 16 trận thua và chỉ có được 1 chiến thắng. Phúc Thịnh vào sân thay thế cho Văn An. Sự thay đổi người tới từ phía câu lạc bộ Đồng Nai. Đức Phú. Ngọc Sơn. Đây là Hiếu Minh. Bóng ở cánh trái. Bên trong là Minh Bình, nhưng đó vẫn làm quả tạt quá mạnh. Đường truyền của Hiếu Minh. Văn Trường. Khả năng kiểm soát bóng ở phần sân nhà là một điểm mạnh, đã được thể hiện một cách rất rõ nét tới từ phía cầu thủ PVF-CAND. Có kiểm soát vượt trội đủ để khiến cho cầu thủ đối phương khó lòng chạm vào bóng. Những tình huống thoát áp sát rất mượt mà đến từ cao thủ chủ nhà. Trung lộ rất thoáng, phá đi bóng, đối mặt, cú sút không vào. Người đã có cơ hội là Xuân Bắc. Minh Bình đã không thể không chế bóng. Bóng từ cánh trái. Văn Trường đánh đầu. Đây sẽ là bàn thắng và sẽ là một lời khẳng định tới từ phía của PVF-CAND. Họ sẽ là đội bóng góp mặt đầu tiên trong trận đấu playoff để giành quyền thăng hạng của để hướng tới V-League 1 mùa giải tới. Đội dành cho Xuân Bắc. Trước đó thì cũng chính Xuân Bắc là người đã có được cho mình pha dứt điểm trong tư thế đối mặt. Đây là một pha chạy chỗ thông minh tới từ Xuân Bắc. Cú đánh đầu cũng là không chê vào đâu được. Nó đủ dũng mãnh để hạ gục một Thái Hiếu đã chơi chắc chắn trước đó. Một bàn thắng mang ý nghĩa quan trọng. Và đó là một lời tuyên bố đến từ PVF-CAND. Họ sẽ chờ đợi đối thủ của mình là đội bóng đứng thứ 13 ở tại V-League 1 sau khi khép lại vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày mai. Văn Đô, Thanh Nhàn và Xuân Bắc, 3 bàn thắng đã được ghi dành cho PVF-CAND trong một trận đấu mà họ đã tạo ra số lượng cơ hội có thể coi là vượt trội so với đối thủ của mình. Quả tạt. Người phá bóng là Hiếu Minh. Trên sân nhà của mình thì Trường Tươi Bình Phước đã có được bàn thắng vào lưới của SHB Đà Nẵng. Nhưng kết quả này là không đủ để giúp cho đội bóng đến từ xứ sở hạt điều có được cho mình tấm vé để tham dự trận đấu playoff. Lúc này chúng ta đã có thể khẳng định chắc chắn về việc câu lạc bộ PVF-CAND sẽ là đội bóng đứng thứ 2, xếp sau SHB Đà Nẵng, và Trường Tươi Bình Phước là đội bóng đứng thứ 3. Á quân của giải đấu đã được xác định. Giờ có lẽ là thời điểm mà PVF-CAND sẽ bắt đầu nghĩ tới trận đấu playoff. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày mùng 6 tháng 7. Và tất nhiên, đó sẽ là trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống của FPT Play. Xuân Bắc. Thái Bá Đạt. Đây là Đức Phú. Rất tốt. Cơ hội tiếp theo. Chúng ta sẽ có 2 phút bù giờ cho trận đấu này. Club Đồng Nai sẽ thay người cuối cùng. Bá Dương vào sân thay thế cho Cao Hoàng Tú. Chúng ta đã nghe đâu đó được giai điệu của bài hát Đường Đến Vinh Quang tới từ ban nhạc Bức Tường. Giai điệu dành cho đội chủ nhà, dành cho người chiến thắng. Và đây là cơ hội dành cho PVF-CAND. Cú đá bằng chân trái của Thanh Nhàn. 4-0. Và xử lý cực kỳ gọn gàng của Nguyễn Thanh Nhàn. Anh hoàn tất cú đúp của mình ở trong trận đấu này. Và đó là một chiến thắng giòn giã dành cho câu lạc bộ PVF-CAND trước trận đấu cực kỳ quan trọng của họ. Trận đấu sẽ là cuộc đối đầu quan trọng nhất mùa giải dành cho đại diện của Hưng Yên. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống khống chế bóng bằng chân phải và dứt điểm bằng chân trái tới từ Thanh Nhàn sau đường chuyền của Xuân Bắc. Cầu thủ đã ghi bàn thắng gần nhất của PVF-CAND trước pha bóng này. Rất gọn gàng. Và lập công thứ tư của Thanh Nhàn ở trong mùa giải năm nay. Và đó cũng là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu giữa PVF-CAND và câu lạc bộ Đồng Nai. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình bởi sau đây sẽ là phần trả lời phỏng vấn cũng như là thời điểm để chúng ta cùng chứng kiến ban tổ chức trao những tấm huy chương dành cho câu lạc bộ PVF-CAND, đội bóng Á quân của giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Chúc mừng Thanh Nhàn và câu lạc bộ PVF-CAND đã có chiến thắng ngày hôm nay. Cảm xúc lúc này của em như thế nào? Dạ, cảm xúc của em rất là vui và hạnh phúc khi được chơi trên sân nhà và giành chiến thắng ngày hôm nay. Và toàn đội đã có vé đi playoff. Đội thì đã có được một tấm vé đi playoff rồi. Tuy nhiên thì cá nhân Thanh Nhàn em đánh giá như thế nào về màn trình diễn của em trong suốt mùa giải vừa qua? Theo cá nhân em thì mùa giải hôm nay năm nay thì em gặp khá nhiều chấn thương và Sau chấn thương thì em trở lại cũng kịp ghi vài bàn thắng giúp đội có được vé play-off. Năm sau em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt hơn nữa. Thanh Nhàn thì đánh giá như thế nào về cơ hội của PVF-CAND tại trận đấu play-off với một đội bóng xếp áo chót của V-League? Em nghĩ là vào trận đấu thì cơ hội sẽ là 50 và 50 cho hai đội. Nhàn thì có theo dõi V-League 1 không? Và em đánh giá là cái đối thủ nào sẽ là có thể sẽ là đối thủ của PVF-CAND trong trận đấu play-off tới? Em thì em vào dịp cuối tuần thì em luôn theo dõi V-League và em theo em cảm nhận thì chắc có lẽ là Sông Lam Nghệ An sẽ là đối thủ của bọn em. Trong ba đội Sông Lam Nghệ An, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì cá nhân Thanh Nhàn thì em muốn đối đầu với đối thủ nào hơn ở trong trận đấu play-off? Cá nhân em thì em muốn đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Vì sao? Vì đội hình Sông Lam Nghệ An cũng trẻ giống bọn em, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên với lại bỏ tay nữa thì bọn em sẽ cố gắng thi đấu hết sức. Cái việc mà trận đấu play-off thì chúng ta sẽ không có ngoại binh thi đấu ấy. Theo em thì đó sẽ là lợi thế cho có phải là lợi thế cho PVF-CAND không? Bởi vì là trong suốt mùa giải vừa qua thì PVF-CAND đều không được sử dụng ngoại binh ở hạng nhất. Em nghĩ đó là một lợi thế của một đội bóng hạng nhất, bởi vì khi một đội bóng V-League mà bỏ tay ra thì nó cũng giống như xem như là hạng nhất, em nghĩ thế. Thanh Nhàn thì nói gì về cái mùa giải vừa rồi của câu lạc bộ PVF-CAND? Em nghĩ năm nay là đoàn đội đã chơi một mùa giải rất hay và giành được tấm vé play-off. Em đánh giá như thế nào về sự đoàn kết của toàn đội ở trong mùa giải vừa qua? Đội thì luôn cố gắng tập trung và luôn đoàn kết trong mọi tình huống, và những lúc khó khăn thì bọn em hợp lực lại và để giành chiến thắng. Việc mà không giành được một vé trực tiếp để lên hạng mà sẽ phải đá play-off ấy, thì có khiến cho Thanh Nhàn cảm thấy đôi chút tiếc nuối không? Theo cá nhân em thì có một chút tiếc nuối thôi. Mục tiêu của em ở trận đấu play-off là gì? Sẽ cố gắng lên V-League một năm sau. Cảm ơn Thanh Nhàn và chúc em và toàn đội sẽ có một trận đấu hay. Thank you em. Chúng ta cũng đã vừa được lắng nghe những chia sẻ của Thanh Nhàn. Quý vị đại biểu và toàn thể người hâm mộ, giải đấu Hạng Nhất Quốc gia là giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp, được xem như nền tảng của giải bóng đá vô địch quốc gia. Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia bia sao vàng 2023-2024 khởi tranh từ 21 tháng 10 năm 2023 với sự tham gia của 11 đội bóng có khát khao mạnh mẽ. Ngày hôm nay diễn ra các lượt trận vòng 22 cũng chính là vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia bia sao vàng 2023-2024. Căn cứ vào kết quả thi đấu của các câu lạc bộ, chúng tôi xin được công bố và chúc mừng câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia bia sao vàng 2023-2024, giành tấm vé duy nhất thăng hạng giải bóng đá vô địch quốc gia 2024-2025. Đoạt giải nhì là câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân sẽ tham dự trận đấu play-off tổ chức vào ngày 6 tháng 7 để giành quyền tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia 2024-2025. Và đoạt giải ba là câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi Bình Phước. Xin kính mời toàn thể các quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thay cho lời chúc mừng đến câu lạc bộ đã đạt thành tích cao tại giải Hạng Nhất Quốc gia bia sao vàng 2023-2024. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây trên sân vận động PVF, chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải nhì giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia bia sao vàng 2023-2024 dành cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các quý vị đại biểu sẽ xuống sân chúc mừng và trao giải cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Xin được kính mời ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quang Thưởng, đại diện nhà tài trợ chính bia sao vàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty VPF, ông Võ Văn Hùng, Phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, và cuối cùng ông Lê Cảnh Duy, Chủ tịch câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Xin được kính mời ạ. Một trận đấu bùng nổ để khép lại Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024 cùng với đội bóng Á quân PVF-CAND. Nhưng đây chưa phải là hành trình cuối cùng của họ trong mùa giải năm nay. Trước mắt họ sẽ còn một trận đấu playoff cực kỳ quan trọng ở phía trước. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng tới với lễ vinh danh đội bóng Á quân của giải bóng Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Chứng kiến khoảnh khắc toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân được vinh danh với thành tích thi đấu xuất sắc, đạt giải nhì tại giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Giải thưởng dành cho câu lạc bộ giải nhì bao gồm huy chương bạc, bảng danh vị cùng tiền thưởng trị giá 1 tỷ đồng. Với những gì đã thể hiện ở tại giải Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024, PVF-CAND sẽ là một đối thủ nặng ký với bất kỳ đối thủ nào ở trong trận đấu playoff, dù đó có là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đó có là MV Banh Hoàng Anh Gia Lai hay Sông Lam Nghệ An. Như mong muốn của Thanh Nhàn thì câu lạc bộ PVF-CAND cũng sẵn sàng để tạo ra những thách thức. Họ là một đội bóng trẻ trung nhưng các cầu thủ này đã chơi với nhau và đã đúc rút được những kinh nghiệm trong những năm qua, nổi bật với thành tích trở thành Á quân trong 2 mùa giải gần nhất của giải Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng. Có lẽ họ cũng đã có được một sự sẵn sàng, đã có được một sự chuẩn bị để có thể tham gia vào trận đấu playoff này. Tấm huy chương bạc là một tấm huy chương danh giá cho bất kỳ đội bóng nào, nhưng nó chưa phải là tấm huy chương danh giá nhất của giải Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng. Nhưng mọi thứ sẽ được ghi nhận với những gì mà huấn luyện viên Mauro Jerônimo và các học trò đã thể hiện, và sẽ thật tuyệt vời dành cho cổ động viên của đội chủ nhà nếu như vào ngày mùng 6 tháng 7 tới đây họ có thể đánh bại được đại diện tới từ V-League. Một lần nữa thì xin được gửi lời chúc mừng đến với những cổ động viên của PVF-CAND với thành tích của họ, với những gì mà họ đã thể hiện trong mùa giải năm nay của giải Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng. Những nụ cười đã nở trên môi của cao thủ bên phía đại diện của Hưng Yên. Họ đã đi được một nửa chặng đường trong hành trình để tiến tới V-League. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời ông Võ Văn Hùng, Phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ trao hoa cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Và ngày mai thì có lẽ là các cầu thủ. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao bảng danh vị cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Và ban huấn luyện của PVF-CAND sẽ theo dõi V-League để có thể chờ đợi đối thủ của mình. Nhà tài trợ chính Bia Sao Vàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VPF trao bảng tiền trị giá 1 tỷ đồng cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng tập thể ban huấn luyện, cầu thủ PVF Công an Nhân dân sẽ chụp ảnh lưu niệm để cùng nhau lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Chúng ta vừa tới với những hình ảnh trong buổi lễ vinh danh đội bóng Á quân của giải Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Thưa quý vị, giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024 đã chính thức khép lại sau vòng đấu ngày hôm nay. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, công ty VPF xin trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhà tài trợ chính công ty cổ phần tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng, nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức và trang phục trọng tài, giám sát, Tập đoàn Thể thao Động lực, đối tác FPT Play, ban tổ chức địa phương, các hãng thông tấn, báo chí và đặc biệt là sự quan tâm cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ dành cho các đội bóng. Xin chúc mừng các đội bóng đã thi đấu cống hiến hết mình vì một mùa giải đầy cảm xúc. Chúc các câu lạc bộ tiếp tục thi đấu thành công trong mùa giải tiếp theo. Xin được trân trọng cảm ơn và gửi lời chào tạm biệt. Những hình ảnh về câu lạc bộ PVF-CAND cũng sẽ thay cho lời chào kết mà chúng tôi gửi đến quý vị. Nhưng tất nhiên đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho hành trình ở mùa giải năm nay của đại diện tới từ Hưng Yên. Chúng ta sẽ còn chờ đợi họ trong trận đấu playoff với đội bóng đứng thứ 13 ở tại giải vô địch quốc gia V-League 1. Trận đấu sẽ xác định ra đội bóng sẽ tham dự V-League 1 vào mùa giải tới với tấm vé cuối cùng này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những trận đấu tiếp theo trên hệ thống của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.